Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm món thịt gà rang muối. Lần trước mình đã hướng dẫn các bạn một video rồi, bây giờ lần này mình sẽ hướng dẫn theo cách khác. Các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 400g thịt gà như thế này. Thịt gà mình đã chặt ra sẵn rồi. Sả mình đã bào thành sợi, hành khô, hành thơm đấy ạ, lá chanh, tiêu, ớt, bột canh, mì chính, muối này là mình đã rang đã làm rồi, một lòng đỏ trứng gà và một chút xíu bột năng nữa. Trước tiên các bạn là sẽ ướp thịt gà nhé, vì mình làm cho con ăn đấy nên là mình chỉ cho một chút xíu tiêu thôi. Ớt các bạn có thể cho, nếu mà làm cho người lớn thì các bạn cũng có thể cắt ớt ướp vào. Mì chính, bột canh, các bạn chỉ cần cho một chút xíu thôi vì là cái muối này cũng đã là mặn rồi. Các bạn trộn đều lên, cho một chút xíu hành thơm vào nhé. Các bạn ướp trộn đều lên, sau đó các bạn có thể để khoảng 15 phút để cho gia vị nó ngấm vào. Các bạn cũng có thể cho thêm một chút xíu mắm cũng được. Sau khi ướp được chừng 15 phút thì bây giờ các bạn cho một chút đỏ trứng gà vào. Các bạn trộn đều lên. Cho cả khoảng một thìa bột năng vào nhé, trộn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chiên nhé. Các bạn cần biết các bạn nào cho nhỏ lửa, chúng ta sẽ chiên thật là nhỏ lửa để cho miếng gà nó chín ở bên trong và bên ngoài vẫn còn giòn khi bị cháy, bởi vì đây là gà này là gà sống hoàn toàn ấy. Nên là chúng ta sẽ phải chiên thật là nhỏ lửa. Tắt bếp đi và vớt gà ra nhé. Các bạn bật bếp lên nhé. Chúng ta sẽ thêm một chút lửa vào trong này. Bước tiếp theo là phi hành. Các bạn phi hành là thêm thật thơm, thơm khô. Chúng ta cho ra đĩa, chúng ta phi sả
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình.